Ở đây nó đi Pháp, nhưng rồi cuối cùng á, ủ mưu gì bây giờ hôm nay cái thằng Trần nó đâu có còn quay quán bún bò nữa đâu. Cái nick là nó để là fan Hồng Loan gì á chị, nó để cái hình của Hồng Loan á nhiều lắm, mấy nick lận mọi người đừng có tin vô những cái nick đó nha, nhiều lắm đó. Chị vô kênh Thám Tử Cao chị nghe đi, Thám Tử Cao Vạch Trần, cái thằng đó là cái thằng nó chụp hình cho Đinh Hoàng Nhân, mà Đinh Hoàng Nhân á là bạn thân của thằng Thành Guitar, mà thằng Thành Guitar là cái thằng bợ đít con ve đó. Thì cái thằng đó nó chụp chung hình với anh Vũ Luân, với lại cái người gì mà hay đi với cái bạn gì mà hay đi với Vũ Luân á, hai hai người hay đi chung đó, em biết tên gì để em nói. Cái này có vấn đề chứ không có tự nhiên mà rần 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 lên như vậy. Nó nhiều nít lắm, nó là phe của con ve, nhưng nó để hình nó để fan cậu Năm, fan Vũ Linh, fan fan Hồng Loan FC, rồi nhiều nít lắm. Dạ đúng rồi, với lại á, đã em nói rồi thôi thì bây giờ cái chuyện đâu có đó, má Tư cũng quên lên tiếng là mà để má Tư cũng đứng ra dàn xếp, dù sao cũng còn má Tư là người lớn mà. Cho nên em nói bây giờ nhiều khi mọi người nghe đúng, thật sự nghe cái lời trên cái like của anh Vũ Luân á, thì ai cũng bức xúc hết, nhưng mà mình đừng có công kích, đừng có xấy sâu vô. Trời ơi mọi người đi qua bên phở bò mọi người coi kìa, bên con ve với thằng sài dơ nó cười ha hả vậy đó. Nó nói bây giờ hả nội bộ hả bên bên này này kia nọ, rồi cái thằng nó nói là à gì chưa có tới dỗ mà gì ăn cắp bàn thờ ông địa gì tùm lum, nó nói thành Mỹ, nó nói tưa lưa bởi nó vậy, nó đăng quên phố bò quá chừng bởi nó. Đã em nói rồi, đó tôi làm clip tôi kêu rồi đó, tôi nói mày về đây nè, mày về Việt Nam tao đón mày đó. Sợ run quá, run nó quá. Thì cái clip đó là những cái thông tin thay bàn thờ, nhưng mà nó nói là chưa có tới 100 ngày mà là lấy bàn thờ bằng ông nội gì đó, đó thằng già nó nói vậy đó. Em coi rồi, có làm clip rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà nó thưa mà em thưa ngược lại nó chích mẹ nó đó. Tại vì ai cho nó lấy hình ảnh em, nó đăng lên nó hỏi biết cô này ở đâu không. Ủa em đâu có phải em bị lệnh truy nã, em đâu có phải em bị thiếu nợ nó mà đi tìm em, đúng không? Với lại không có cái ông cơ quan nhà nước nào rảnh mà đi xử vụ vụ cái vụ trên không gian mạng. Như là em nói mọi người nghe, cái vấn đề mà con ve đi Pháp rửa tiền là người ta đang nói tràn lan trên mạng kìa. Rồi con ve qua bển đi lấy chồng đi làm hợp pháp đi định cư là người ta đang đăng tràn lan. Và em cũng nói em cái clip của em là em nói là em có nghe như vậy mà không biết thực hư như thế nào, tại vì nó lỗ tai nó điếc. Có em phải vô nó hâm chị luôn, tao không tha cho mày đâu, mày chờ đi con. Mà thì chị làm clip chị nói mày về đi, mày về tới sân bay tao đón, rồi đâu dám trả lời đâu. Nó hâm bên TikTok rồi nó nắng, còn nó đăng bên Facebook rồi nó hỏi ai biết cô này không. Cho em nói mọi người nghe, nếu mọi người dính vô cái drama này nha thì không phải là mình sợ nó, nhưng mà mọi người hạn chế đăng những cái gì bên 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 phở bò, tại vì bên phở bò nha là nó có thể tìm được thông tin của mọi người, có số điện thoại nó sẽ đến tới nhà luôn. Còn còn bên TikTok này nó không có, mình không cần phải đăng vô những cái thông tin của mình. Không phải mình sợ nó, nhưng mà cái dạng tụi nó là dạng chơi dơ. Đúng rồi, nó cười quá trời đó em, nó cười quá trời đó. Với một phần nữa mà mấy anh YouTube á cứ đăng hoài, đăng vụ chị Phương Lê với mẹ bông mà mẹ gì mẹ Misu đồ rằng 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 rằng, em nói rồi làm như vậy là nó đắc thắng. Mấy con kia vô nói Phượng ơi giờ cười đi, bên nó giờ ẩu đả với nhau rồi. Trời, nó công kích dữ lắm luôn á mọi người, nó mừng lắm. Chị sợ gì nó mà chị không tới em, chị nói bây giờ mày về Việt Nam tao đón mày, bao nhiêu anh chị em cũng nói ra đón nó đó, tao đâu dám, nó không dám hả họng. Rồi hồi hồi chiều này hai em qua gì nó like, nó tức lắm, nó tức, nó nói là bây giờ nó sẽ có ai biết thông tin của chị không, biết địa chỉ của chị không, để nó lập vi bằng nó thưa chị. Trời, tao lót dép tao chờ mày. Hồi đó nó cũng hâm em gì giỏi việc băng mẻ răng, rồi làm gì ta, làm gì được ta. Với lại bây giờ mọi người, em nói mọi người nghe,
kiểu như bây giờ mình nói ở dây chó sạc pin sáu bào bảy báo bảy đớp gì đó. Ủa mấy người đó tên đó hả? Ủa vậy ra tờ giấy chứng minh mà giấy khai sinh mày tên gì hả? Ủa mày tên sạc pin hả? Thế không tự nhiên kêu ve cái nhảy dựng lên, nó nói ở mình nói này kia nọ, tiếc nhục cái gì á đó. Chứ mấy cái like hồi chiều, cái like mới đây nè, nó nói em á là du khống, nói chuyện mất dạy này nọ. Trời ơi, tao làm cái clip chửi là tao nói mày già mày mới mất dạy á, dám về, nó dám về đây là cho nó không còn hàm răng hấp cháo luôn, sao kê hàm răng lấy hàm răng nó lại luôn chứ nó xạo xạo. Thằng đó là thằng già xà lơ nhất trong cái drama này. Em ngủ không được rồi em mới coi vụ thám tử Cao, em mới vô em nói mọi người vô coi, là cái vấn đề mấy bữa nay là bị chia rẽ là do có một cái thằng gián điệp, thằng nhịn mặt láo lắm. Em thấy cái thằng đó giống cái thằng Thanh Phong Đổ ghê luôn. Nó có cái thẹo ngay đây nè. Thám tử Cao chỉ cái thằng mà đội cái nón đen á. Nó bây giờ giữa cái lúc này em mong mọi người sáng suốt, có nghĩa là đăng cái gì nghe thì nghe, nhưng mà mình đừng có ý kiến. Không, ví dụ như bên fan mình mình biết rồi ai nào giờ. Đó, người ta đăng những cái thông tin đó thì chính xác, còn những cái thông tin của tụi nó là nó dạng như nó phá đó. Nó phá đó. Má Tư nói vậy thôi. Đó, thì bây giờ xuất hiện cứ hả, mỗi lần có một cái chuyện gì là cái có một cái người hàng xóm lên đó, là hàng xóm nha Hồng Loan, cái lại nói như vậy, cái có chuyện gì cái lại có người hàng xóm xuất hiện thì cũng không hiểu nổi luôn. Tự nhiên em thấy con Hồng Loan nó khóc qua giờ mà tự nhiên trong lòng mình nó xót. Mọi người, mình với nó cũng chỉ là người dân thôi đúng không, ví dụ như mấy người kia từ đầu thôi đừng giúp, bây giờ giúp vậy làm đau lòng tội nghiệp đó. Vậy mừng rồi đó. Vậy biết sao không, nếu mà hòa thuận rồi mà nãy có mấy chị kia vẫn lên like vẫn nói những cái chuyện đó, nói gì chị bông hậu tùm lum tà la, cho nên em thì chịu vậy. Em không có biết, em thấy là băng má Tư đăng bên phở bò là má Tư nói là gia đình vui vẻ lại rồi có, thì má Tư có đăng cái sự tốt như vậy thôi chứ em chưa có thấy hình. Nhưng mà nãy giờ em thấy em lướt TikTok em thấy cũng mấy người like cũng nhắc về cái chuyện đó, cho nên em nói là thôi đi, mình càng nói bên mình càng nói thì bên dê nó càng cười thôi, nó càng đắc thắng thôi đó. Thấy má Tư đăng bên phở bò là gia đình sum họp lại rồi, cái đám kình kềnh tụi bay lấy quần què mà đội gì tùm lum á đó. Thấy má Tư đăng như vậy đúng rồi, thật sự á thì có thể là vì má Tư mà vui vẻ, nhưng mà nhưng mà trong lòng sao mình biết được đúng không. Nhưng mà thôi đi, đừng cái chuyện đó kệ cha đi, nếu mà mấy người đó lớn hết rồi. Em thì đi bản thân em nha, em lên em chỉ có một cái ý kiến thôi, thì em cũng không muốn nói gì cái câu chuyện của mấy người đó, tại vì dù sao cũng là trong một cái nội bộ của chúng ta. Nhưng mà theo về cái ý nghĩ kiến của em á, thay vì nếu như mà anh hai là một người anh chính kiến, anh hai là một người anh, một người trưởng nhóm á, có chuyện gì anh hai có thể qua nhà Hồng Loan gặp Ni với Hồng Loan nói chuyện, chứ không có nói lên like nói vậy, cái vấn đề đó không tốt. Em chỉ nói vậy thôi, lên like nói được cái tự nhiên cái thấy đâm ra hồi chiều này em thấy anh like vô thấy bình luận quá trời, bình luận mà toàn ít lời thôi. Em ấy nè, em bị sạc pin công kích nha. Rồi cái con mẹ mà bầu xô Amina là cái con đó là nó mở xô ngày 25 tháng 11 này cho con dê hát nè ha. Thì cái clip đó em chỉ nói dê ơi mày đừng có đưa danh tiếng cậu, mày đừng có đi ăn mài về danh tiếng, mày đừng có nói mày là cháu cậu Năm rồi mày qua đó mày làm xấu hổ danh tiếng cậu Năm mày kia nọ. Xong cái nó vô TikTok em, nó nói là nó là bầu xô của cái ngày 25 tháng 11 nè,
à, kiều bào ai tẩy chay, ai ai dám lại đây tẩy chay gì á, nó vô nó chửi em, mà em chưa nói chuyện nó, con nó con cái con đó là cái con bầu xô cho con Giang ngày 25 tháng 11 tới đây ha, hát cái chậu á, mà biết chậu bự hay chậu nhỏ thôi. NL giờ mới hiểu, không biết NL là gì luôn hả. Bây giờ á, sạc pin nó hâm em, mà nếu nó có về mọi người có ai đi đón nó với em không? Mọc 8 cái sừng nó chưa dám về nữa. Chậu tự mua thì biết là chậu tự mua, nhưng không biết là mua cái chậu bự hay cái chậu nhỏ. Bạn nghĩ chắc chậu nhỏ thôi. Xô đầu ra. Giờ này mọi người cũng còn thức nhiều quá ha. Em tự ngủ quá rồi chứ. Sáng thì chửi sập pin sập 3 like luôn mấy bà. TikTok đánh sập 3 like luôn. À con vô ché đó, nó vô hổ bò nó bình luận, nó nói tại vì em á thích chồng nó. Tại vì em không có chồng. Em thích chồng nó. Trời ơi, nó nói không biết đội quần biết nhột chồng nó. Thì giờ tôi nói thì tôi xấu thiệt nha mấy bà. Nhưng mà cho tôi chùi lờ, biết tôi chùi không, cái thằng đàn ông mà sống bám váy đàn bà kiểu đó là thôi. Thật anh có muốn cái tin gì không? Ờ, à, nó giờ nó à, mấy con kia thì kêu cho em tờ A4 đi lập vi bằng đi. Còn nó nói là à, tại em không chồng nên em mê chồng nó. Trời đất ơi trời, thiệt. Còn mấy cái thứ đàn ông mà sống bám váy đó hả, cho tao chùi lờ, tao cũng không thèm nữa chứ đó mà. Đúng rồi. Bây giờ em nói mọi người con chồng mình xấu cũng được, nhưng mà người ta phải là một thằng đàn ông chính nghĩa, một thằng đàn ông đứng đắn. Còn cái thứ gì mà sống bám váy đàn bà, con vợ nói sao nghe vậy, vợ đi qua bển nó làm trời làm đất gì ở nhà cũng chịu. Nhưng mà thằng này em nghĩ là nó chịu đám ăn xôi đó, tại vì nó im lặng thì nó cũng sẽ có một mớ mà. Nếu mà con kia mà có sức cảnh sức gì đó thì nó cũng có được mớ, đúng không? Với lại á, cũng nhiều người nói là sao cái drama này kéo dài, em nói mọi người nghe. Tại vì cái tánh của mẹ con ve nó ngoan cố. Với bên phía luật sư người ta cũng nói là dần ta đang thu thập đủ chứng cứ. Chồng nó chỉ thích cà rem thôi bà hả? Thì chiến này là chồng nó ăn cà rem no rồi, nếu mà nó đi là chồng nó ăn cà rem no rồi. Thu thập đủ chứng cứ mọi người, liên kết với bên ngân hàng đó. Ừ, là ai chuyển tiền rồi cho nó sao, người ta phải thu thập đủ bằng chứng là ra tòa là nó phải cứng họng thôi. Cho nên mọi người ráng chờ đi, nghe sang năm mới xử lần. Em cũng mệt lắm, em nói thiệt mấy anh em, nói thiệt với mấy anh chị nha. Em lên live giờ em tính nói, giờ em thấy cái vụ mà lùm xùm mà trong nội bộ em buồn quá, giờ em không có thèm theo cái drama này nữa. Chứ em là cái đứa nhiều chuyện từ hồi đầu tới giờ, từ ngày cậu Năm mất luôn á. Từ ngày cậu Năm mất mà em kéo tới giờ này luôn á. Chứ không phải là từ hồi drama nổ ra đâu. Em buồn chứ. Thật sự luôn. Mình á thì bản thân mình thì hẳn mình cũng không có giúp đỡ được gì ha, mình không giúp đỡ được gì. Nhưng mà mình chỉ bảo vệ được cái tiếng nói của mình ở con ve này. Thật sự nếu không có cộng đồng mạng mình á thì con ve nó cũng làm trời làm đất dữ lắm rồi. Con không có mà nó nhẫn như ấy đâu. Nó giờ này chắc mẹ con nó đắc thắng rồi, xua đuổi Hồng Loan ra khỏi nhà rồi. Từ hồi em bước chân vô cái drama này em chưa bao giờ em nghĩ là em bỏ cuộc. Nhưng tự nhiên mấy cái chuyện mà em thấy buồn, nhưng mà bữa nay vui vẻ là thôi, vậy là em mừng. Thôi em không bỏ cuộc. Chứ nếu mà còn nữa là em nghĩ thiệt, em nói thiệt mọi người. Nói chung một tiếng nói của em thì cũng không nói lên được cái gì hết ha, cũng không làm được điều gì. Nhưng mà tự nhiên mình thấy nó mình xót, mình chịu không nổi. Đó. Bả hở ra cái bả khóc. Bả mà đụng hơi hở bả khóc. Bả bây giờ cái bả nhớ cậu Năm bả cũng khóc. Mẹ, bả gì bả không khóc. Nó chưa tuổi lắm chứ mọi người. Mình nhiều khi mình cứ thử mình đặt trường hợp mình đặng Hồng Loan coi. Mẹ không có từ nhỏ đúng không? Bây giờ cha mất mà còn có hai người thân là một ông chú với một bà cô thôi.